nguyện hiểu lời nói chân thật của như lai ta không hiểu những lời dạy chân thật của như lai ta hiểu sai tất cả những pho tượng phật bằng đất bằng gỗ đó nó có mong chúng ta cung kính không như thế có ý nghĩa gì tất cả những thứ đó là tượng trưng khi đã giác ngộ phải đem tất cả lòng cung kính với phật đối với tất cả chúng sinh tất cả loài sâu kiến có thể câu thông sẽ thành linh ngày nay chúng ta đối với chúng tại sao không tương thông được do không thành không đủ tâm thành chu tổng ở vân nam cho tôi biết Hiện tại họ đang khai hoang một nông trường quy mô rất lớn Độ vài nghìn mẫu Trong tỉa lương thực rất nhiều rau củ Và một số cây ăn trái Tuyệt đối không xâm phạm chim chóc, côn trùng Họ dùng vườn rau quanh một khu đất nhỏ khu này chuyên để dành cho côn trùng côn trùng đến đó sinh sống cách đó một bờ ruộng bên này là rau củ cây trái đầy đủ không một lỗ nhỏ trên cành lá tại sao họ làm được không có gì khác họ có thành ý Họ trồng rất nhiều cây ăn quả. Năm nay được mùa. Chỉ chỉ định mấy cây để dành cho chim ăn, muốn ăn trái cây, chim có thể sang bên đó để ăn, không chỉ định thì chim không đến. Không cần phải che chắn, không có hoa quả không dùng giấy để bao lại không có tất cả đều không chim chóc không đến ăn những cây đã được chỉ định thì bọn nó đến ăn bởi thế lòng chân thành chúng ta chưa đến nơi đến chốn tâm chúng ta không thanh tịnh khởi tâm động niệm của chúng ta đều ô nhiễm thứ ô nhiễm đó không khởi được cảm ứng đào giao với chúng nó nhất định phải chân thành. Mấy năm trước cư sĩ Tề Tố Bình. Người Khánh Sơn Vân Đông. Bà mua một mảnh đất. Chuẩn bị xây chùa. Đây là đất nông nghiệp hơn 400 mẫu. Vì đến hơn một năm nữa mới có thể xây cất. Bởi thế trong khoảng thời gian đó bà trồng lúa mạch. Trồng hơn 400 mẫu lúa mạch. Rất tươi tốt. Đến lúc sắp thu hoạch bỗng bị nạn sâu bọ cả mấy trăm mẫu lúa bị sâu những người nông dân gần đây nói nếu bà không phun thuốc trừ sâu thì bốn trăm mẫu ruộng này sẽ bị mất trắng bà gọi điện thoại cho tôi Tôi bảo bà đến thảo luận với thầy Thái Bà hiểu Bèn phát thệ nguyện Thà nguyện cúng dường 400 mẫu lúa mạch này cho sâu bọ Tôi không nỡ hại bất cứ một con sâu nào Một con cũng không giết Những lời này là tự đáy lòng Không phải nông nổi Thực sự để 400 mẫu đất lúa mạch cúng dường cho sâu bọ Bà dẫn một đoàn người Đến ngay ruộng lúa niệm Phật a di đà Đến đó niệm Phật a di đà ngày đêm đó một trận mưa trút xuống Một trận gió nổi lên Hôm sau ra thăm ruộng lúa không còn một con sâu Không tìm thấy một con những nông dân gần đó rất kinh ngạc quá thần kỳ không thể hiểu được hôm qua vẫn còn đấy sao hôm nay không còn một con nào thành sẽ linh cư sĩ tề tố bình có lòng chân thành cảm động những động vật nhỏ đó những động vật đó có thể không có thể không những động vật có thể cảm động mà thực vật cũng có thể cảm động núi sông quả đất cũng có thể cảm động vấn đề này hiện tại các nhà lực học lượng tử đã phát hiện được họ cho rằng năng lượng ý niệm của con người là không thể kể hết năng lượng của chúng ta ngày nay không được sử dụng tập trung Tại sao? Suy nghĩ lung tung Khi suy nghĩ lung tung năng lượng sẽ bị phát tán Sẽ yếu đi Nếu năng lượng đó tập trung lại một chỗ Thì năng lượng đó sẽ rất lớn Giống như ánh sáng Ta thấy ánh sáng chiếu khắp tất cả mọi nơi Nếu ta đem ánh sáng đó tập trung lại một chỗ Thành kích sáng Khả năng đó là ghê gớm Có thể đâm xuyên cả tấm gan tập trung là gì tập trung là thiền định vấn đề này trong kinh điển đại tiểu thừa phật đã nói chế tâm lại một chỗ thì không việc gì không làm được ta có thể đem tâm mình tập trung lại một chỗ bất kỳ một việc trong thế gian hay xuất thế ta đều làm được nếu chúng ta muốn đến thế giới cực lạc gặp a di đà phật rất dễ Hãy tập trung suy nghĩ lại, tập trung lại một hướng, thế giới cực lạc ở Tây Phương, tập trung vào Phật A Di Đà. Lòng mong của ta lập tức đạt được, không còn phân tán. Rất nhiều người hiểu được vấn đề này, nhưng tại sao không thể tập trung? Vì họ phân tán đã thành thói quen Không cách nào tập trung lại được Muốn tập trung bèn niệm Phật Trong những tiếng niệm Phật đó Có rất nhiều tạp niệm Vì thế sẽ thế nào Chán chường rút lui Như thế là hết cách Đây là then chốt quan trọng nhất Đây là sự thử nghiệm đối với ta lúc đó hãy quyết định đừng thất vọng quyết không bỏ cuộc câu phật hiệu này tôi phải toàn tâm niệm rốt ráo nó bất kể suy nghĩ nào bất kể lời nói việc làm nào của ta đều do ý niệm chỉ huy ý niệm quyết định ta không tập trung ý niệm thì sẽ không có năng lượng phải tập trung ý niệm càng tập trung ý niệm thì năng lượng càng mạnh muốn tập trung thì phải buông bỏ không buông bỏ được thì không thể tập trung chỉ cho phép nhất niệm không cho phép có niệm thứ hai như thế mới thật sự tập trung như thế sẽ sinh ra sức mạnh không gì sánh bằng vấn đề này chúng ta cần phải học nói chung đạo lý chúng ta có thể hiểu được nếu có trình độ tương đương vấn đề hiện tại là công phu chúng ta hiểu được đạo lý nhưng không có công phu công phu cần phải luyện tập thiên tai ngày nay quá nhiều xã hội loạn động chúng ta nên gấp rút luyện công khi thiên tai xảy đến có thể yên tâm bình tĩnh để đến thế giới cực lạc lúc gấp gáp Chắc chắn Phật A Di Đà sẽ xuất hiện. Tiếp dẫn ta vãng sanh. Không được xen lẫn tạp niệm. Phải buông bỏ, không được níu kéo tướng tất đàn thứ hai là vị nhân tất đàn thứ ba là đối trị tất đàn vì người không phải vì ta khởi tâm động niệm mỗi niệm đều là giúp đỡ tất cả chúng sinh khổ nạn nắm giữ chánh pháp tuyên dương chánh pháp thế nào là chánh pháp chánh trong các điều chánh chân trong các điều chân nghĩa là niệm phật cầu sinh tịnh độ nghĩa là một câu a di đà phật pháp này rất dễ nhưng cực kỳ khó tin thực sự là pháp khó tin